Chỉ có nắm trong tay sinh kế mới giúp cho những hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nguồn thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững. Thấu hiểu được điều này, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Bà Rịa đã quyết tâm thực hiện nhiều mô hình trao sinh kế cho những hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn không để ai bị bỏ lại phía sau, cuộc sống dần trở nên khá hơn. Mới đây, tại buổi hỗ trợ vốn sản xuất, buôn bán, chăn nuôi cho các hộ nghèo, hộ khó khăn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa, tổ chức tại trụ sở ấp Đông, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, 7 hoàn cảnh khó khăn được trao tặng sinh kế gồm 3 con bò giống, 2 bộ tủ bán thức ăn, vé số, 1 chiếc máy may và 1 chiếc xe gắn máy, với tổng số tiền trao tặng là 60 triệu đồng, do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái góp sức. Đối với cái mô hình này thì Mặt trận thành phố cũng như là các phường xã đã thực hiện trong nhiều năm qua, và qua kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng thực tế các hộ nghèo, các hộ khó khăn sau khi nhận được các mô hình hỗ trợ sinh kế như thế thì hầu hết đã thoát nghèo bền vững. Trong đó có một số hộ vươn lên là trở thành hộ khá. Chính vì thế thì chắc chắn rằng thì trong những năm tới thì Mặt trận thành phố cũng như các phường xã sẽ tiếp tục duy trì này. Là một trong 7 hộ nhận được sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa lần này, chị Vũ Thị Hường ở tổ 8 khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa rất xúc động. Chị Hường do bị sốt cao từ nhỏ nên di chứng để lại khiến tay chân chị không được bình thường, gặp phải nhiều khó khăn trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Chị may mắn được chủ một cơ sở may giúp đỡ tạo công ăn việc làm, có thêm thu nhập, xoay sở trong cuộc sống. Còn chồng chị Hường làm công nhân với thu nhập hơn 6 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, cả nhà chỉ có một chiếc xe gắn máy đời cũ để đưa đón 4 đứa con đi học, nên việc đi làm của chồng chị Hường cũng gặp nhiều khó khăn. Nhận được sự giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa, nhà có chiếc xe máy mới để thuận tiện cho đi lại và công việc mưu sinh. Hoàn cảnh gia đình em cũng khó khăn nên là chỗ nào cũng có mỗi một chiếc xe thôi, cho nên là giờ Mặt trận Tổ quốc các ban ngành là hỗ trợ giúp em có một thêm một chiếc xe nữa để chồng em có phương tiện để đi lại, đưa đón các con đi học được dễ dàng hơn và nó cũng thuận tiện hơn. Còn hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Hồng Hoa ở ấp Đông, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đặc biệt khó khăn khi con trai năm nay 12 tuổi đang bị bệnh ung thư máu, chồng chị đi phụ hồ. Còn chị Hoa thì may, sửa quần áo cho bà con lối xóm, thu nhập cũng bấp bênh, không ổn định. Tuy nhiên, chiếc máy may đời cũ chị đang sử dụng thường xuyên bị hư, khiến cho công việc của chị bị chậm trễ. Chia sẻ những khó khăn vất vả với gia đình chị Hoa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa đã trao tặng cho chị Hoa một chiếc máy may mới trị giá 10 triệu đồng. Và nhờ đơn vị cung ứng máy xuống hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn chị Hoa cách sử dụng. Tiền mình bỏ vô. Hoàn cảnh cũng khó, rồi con cái rồi nó cũng bệnh á, rồi thành ra máy may mới thì chi phí nó cao, nên là cứ đạp cái máy may cũ thôi, hơi hư thì sửa thôi. Rồi giờ có được nhà nước hỗ trợ, có máy may mới là được làm được nhiều hơn chút nữa, thì hy vọng có máy may mới thì cái năng suất sẽ nhanh hơn chút, thì cái đời sống nó sẽ khá hơn chút xíu nữa. Thì ngoài cái việc mà hỗ trợ về vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình, thì một cái mà giải pháp cũng như một cái việc mà quan tâm thực hiện cái chính sách cho hộ nghèo đó là việc xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết để gọi là người nghèo có ổn định nơi ăn chốn ở, tức là an cư để lạc nghiệp. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã làm từ đầu năm. Và đến hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục triển khai xây dựng và sửa chữa nữa. Đó, giai đoạn này thì chúng tôi là thống kê được các phường xã báo cáo thì có khoảng là 24 trường hợp khó khăn về nhà ở, là Mặt trận thành phố cũng đã cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể tiếp tục khảo sát để vận động doanh nghiệp cũng như vận động bà con nhân dân từ việc mà trích quỹ vì người nghèo cũng như là cái nguồn gọi là kinh phí của các mạnh thường quân, của các nhà tài trợ. Thì cho đến năm 2024 thì chúng tôi sẽ xử lý tất cả những cái trường hợp khó khăn về nhà ở để chúng tôi tiến tới chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã giai đoạn 1994-2024.
Sự đồng hành của các cấp mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa không chỉ góp phần giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn giảm bớt gánh nặng vật chất mà còn mang lại hy vọng và cơ hội để họ có một tương lai tốt đẹp hơn. Không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.